Trong thế giới tội phạm đầy bí ẩn, những vụ án mất tích và giết người luôn khiến chúng ta bị cuốn hút. Vào năm 2005, một vụ án đặc biệt đã gây chấn động cộng đồng tại Hoa Kỳ. Đó chính là vụ án Taylor Bell, một sinh viên tài năng của trường đại học Virginia Commonwealth đã biến mất một cách bí ẩn. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2005, cô gái trẻ rời khỏi căn phòng của mình và từ đó không ai thấy cô một lần nữa. Những phần cuối cùng của bí ẩn này được dán mạng khi thi thể của Taylor Bell được phát hiện vào ngày 13 tháng 10 năm 2005, cô gái trẻ đã mất đi mạng sống vì hành động tàn ác của người mà cô đã tin tưởng. Hãy cùng thảm án theo dõi cuộc hành trình phá án đầy căng thẳng và khám phá những góc khuất trong vụ án Taylor Bell. Xin lưu ý rằng video có nội dung các tình tiết bạo lực, máu huyết, đau đớn, khủng khiếp gây sợ hãi và ám ảnh có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của người xem. Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những tình tiết đáng sợ, hãy cân nhắc trước khi xem video này. Trước khi đi vào nội dung chính của video, bạn đừng quên ủng hộ chúng tôi một lượt đăng ký để chúng tôi có động lực sản xuất những video chất lượng hơn. Và nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. 1. Nạn nhân Taylor Bell, một sinh viên năm nhất 17 tuổi tại Đại học Virginia Commonwealth ở Richmond, gọi tắt là trường JCU, đã rời khỏi phòng ký túc xá của mình vào ngày 5 tháng 9 năm 2005 để giúp bạn cùng phòng và bạn trai có không gian riêng tư, cô mang theo điện thoại di động, tiền mặt, thẻ sinh viên và chìa khóa xe. Tuy nhiên, cô không bao giờ trở về. Hai tuần sau đó, chiếc xe Ford Escort năm 1997 của cô đã được tìm thấy cách khuôn viên trường JCU 1 dặm rưỡi và trên đó có tấm giấy phép lái xe đã bị đánh cắp ở Ohio. Thi thể của cô được phát hiện trong một con suối ở phía đông Richmond cách đó 75 dặm vào ngày 7 tháng 10. Taylor Bell sinh vào ngày 13 tháng 10 năm 1987. Cha mẹ cô là Mark và Janet Pellicera. Khi cô mới 5 tuổi, cha mẹ cô ly dị và sau đó mẹ cô tái hôn với một sĩ quan của không quân hoàng gia. Taylor cùng mẹ và chồng mới của bà đã sống ở Anh và Bỉ. Taylor đã trở thành một hành khách hàng không, dày dặn kinh nghiệm từ khi cô mới 6 tuổi, tham gia vào các chuyến bay, không được phân loại giữa châu Âu và Mỹ. Khi cô 11 tuổi, mẹ của cô ly hôn lần thứ hai và hai người trở về miền Bắc Virginia. Taylor Bell được biết đến là một người nổi tiếng và sở hữu một cái nhìn tinh tế. Cô đã tham dự 15 trường ở nước ngoài khi cô 17 tuổi. Cô tốt nghiệp trường trung học Madison ở Washington DC và sống cùng gia đình tại Vienna, Virginia. Giới trẻ ngoài xinh đẹp và cá tính độc lập, cô chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình khi bắt đầu năm nhất tại Đại học JCU ở Richmond, Virginia. Mẹ của Taylor cho biết cô đã chọn trường JCU vì khả năng phát triển bản thân mà cô có thể tìm thấy ở trường này với hơn 30.000 sinh viên. Điều này cũng giúp cô cảm thấy an toàn, chỉ cách cha mẹ cô một tiếng trời lái xe. Vào tháng 8 năm 2005, khi cô 17 tuổi, Taylor Bell đã bước vào một cuộc sống mới tại ký túc xá Gladys Residence trên đường West Main. Một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của Taylor Bell là sự tham gia của cô trên MySpace.com. Trang web này được thiết kế để cá nhân có thể tạo hồ sơ của mình và tương tác với những người khác trong môi trường mạng xã hội. Trên hồ sơ của Taylor Bell, cô đã chọn tên người dùng là Peter, tạm dịch là Đắng, và đăng nội dung, tôi vừa tốt nghiệp trung học và hiện tại tôi đang đi Richmond để học đại học. Tôi rất mong muốn được gặp gỡ những người ở Richmond, vì tôi chỉ quen biết một vài người ở đó. Trên hồ sơ của mình, cô còn viết thêm, tôi muốn gặp ai, ai là người tử tế. Taylor thường xuyên đăng bài trên trang web này, và tiếp tục làm như vậy trong thời gian cô ở trường JCU hai Dự án Bố mẹ của Taylor không biết khi cô đã gặp một người đàn ông trong tháng 2 năm 2005 khi đến thăm trường JCU như một sinh viên tương lai. Người đó là Ben Foley, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư 38 tuổi, với lịch sử hẹn hò với các cô gái trẻ đại học. Người ta tin rằng Taylor và Foley đã phát triển một tình bạn trực tuyến sau cuộc gặp gỡ đó và mối quan hệ của họ đã trở thành một mối quan hệ tình dục tuy có những báo cáo mâu thuẫn về thời điểm và việc Taylor có kết thúc mối quan hệ thể xác hay không, nhưng khi cô đến học tại trường VCU, tình bạn của họ vẫn tiếp tục tồn tại. Vào ngày 5 tháng 9, Taylor trở về Richmond sau khi đã thăm gia đình ở Vienna trong kỳ nghỉ cuối tuần. Cô đã gọi điện cho bố mẹ để báo là đã an toàn khi quay trở lại trường. Ngày hôm đó, cô đã có bữa tối tại The Village Cafe cùng một người bạn trai cũ. Sau đó, Taylor quay trở lại phòng ký túc xá của mình, nhưng trong phòng ký túc bạn gái cùng phòng có bạn trai đến chơi, nên cô đã rời khỏi phòng để hai bạn có không gian riêng tư. Cô mang theo chìa khóa xe, điện thoại di động, thẻ sinh viên và một ít tiền mặt. Cô ấy nói với bạn cùng phòng rằng cô định đi trượt gián và sẽ trở về sau 3 giờ nữa. Cho đến ngày 7 tháng 9, bạn cùng phòng của Taylor đã báo cáo sự mất tích cho cảnh sát của trường JCU. Vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát Richmond đã tiếp quản và thành lập một đội đặc nhiệm gồm 11 thành viên bao gồm cả đặc vụ FBI, để giúp tìm kiếm học sinh mất tích. Ngày 17 tháng 9 năm 2005, xe của Taylor, một chiếc Ford Escort màu trắng năm 1997, đã bị khóa và đậu trên một con phố yên tĩnh cách khuôn viên trường một dầm rưỡi. Tấm giấy phép lái xe từ Ohio và được báo cáo là bị đánh cắp ở Richmond hai tháng trước đó. Các hàng xóm trong khu vực cho biết chiếc xe không ở đó trong suốt thời gian Taylor mất tích. Một con chó đặc vụ đã phát hiện hai mùi hương riêng biệt trong xe một mùi thuộc về Taylor và một mùi khác thuộc về Jesse Schultz, 22 tuổi. Trong quá trình được cảnh sát điều tra, Schultz phủ nhận biết Taylor và từ chối chưa bao giờ có mặt trong chiếc xe. Anh ta bị bắt vì tội sở hữu ma túy sau khi cảnh sát tìm thấy ma túy trong quá trình kiểm tra nhà của anh ta. Ngày 21 tháng 9 năm 2005, cảnh sát báo cáo rằng Ben Foley, 38 tuổi, là một trong những người cuối cùng được biết đến gặp Taylor khi cô còn sống. Foley cho biết rằng Taylor đã đến mượn một chiếc gián trượt và anh ta đã trở lại ký túc xá của cô vào khoảng 9 giờ 30 phút tối. Trong quá trình kiểm tra nhà của Foley, cảnh sát phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em và anh ta bị bắt vì 16 cáo buộc liên quan đến tội danh khiêu dâm trẻ em. Foley, người là cha của hai cô gái, đã bị tạm giam mà không được bảo lãnh. Ngày 5 tháng 10 năm 2005, người bạn kế cũ của Foley dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà trên một bức ảnh được hiển thị trên một trong những trang web của Foley. Vị trí đó là một trang trại cũ, nằm trên tài sản của cha mẹ cô. Cảnh sát tiến hành khám xét xung quanh trang trại và phát hiện một vết lõm trên mặt đất, trong đó có thi thể đã phân hủy của Taylor Bell. 3. Kết tội. Foley thừa nhận rằng hắn và Taylor đã có quan hệ tình dục đồng thuận trong xe hơi của hắn. Theo hắn, theo yêu cầu của Taylor, hắn đã trói tay chân và đặt một chiếc túi nhựa lên đầu cô. Hắn cho biết cô ấy đã nói với hắn rằng, "Hãy bóp cổ tôi." Tôi muốn thở dốc. Tôi muốn cảm giác như sắp chết. Tôi thực sự muốn thở dốc. Anh biết đấy. Sau đó, theo lời khai của Foley, Taylor đe dọa sẽ báo cho mẹ cô rằng hắn đã cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, hắn cho biết mình đã mất điều khiển và không nhớ được những gì xảy ra tiếp theo. Sau đó, hắn nói rằng hắn đã khoảng sợ và dứt xác cô vào một khu rừng. Vào tháng 2 năm 2006, Ben Foley bị buộc tội giết Taylor Bell, phạm tội giết người cấp độ 2. Vào tháng 8 hắn bị kết án 30 năm tù sau khi xin theo hình thức Alfred, có nghĩa là hắn không thừa nhận tội lỗi, nhưng chấp nhận thực tế rằng các công tố viên có đủ bằng chứng để kết án hắn. Trong thời gian ở trong tù, Foley đã viết một lá thư cho một người bạn, trong đó anh ta viết, mọi người không thích tôi, họ không bao giờ hiểu tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi không có bạn bè, tôi cảm thấy rất cô đơn, cuộc sống của tôi đã luôn là một mình. Khi Taylor đến Richmond vào tháng 8, cô đã viết trong nhật ký của mình, tôi không thể biết những điều kỳ diệu gì mà richmond sẽ mang đến cho tôi trong vụ án đau lòng về taylor bell những chi tiết và sự thật đã được tiết lộ mang lại sự xót xa và nghiệt ngã còn bạn bạn nghĩ sao về vụ án này hãy để lại bình luận bên dưới nhé